Hello mọi người, lại mình cũng Nhiễm đây. Hôm nay mình có làm điện mới. Đẹp quá mọi người ơi. Đây. Mở tắt cho mọi người xem nè. Tắt đèn nó sẽ như thế này. Mở lại nha. Ok, đẹp quá mọi người ơi. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở video sau. Mình nhớ subscribe cho mình, mọi người. Bye. Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nha. Bye.